Mạch thắng liên tiếp của Inter Milan trên mọi mặt trận đã lên tới 10 trận. Tính riêng tại Serie A, số trận thắng liên tiếp của đội bóng này đã lên tới con số 7 trận liên tiếp. Inter đang đứng đầu bảng và hơn đội thứ hai, Juventus, đến 9 điểm. Đội bóng của Simone Inzaghi cũng vẫn còn một trận nữa chưa đấu. Nếu như có trọn vẹn 3 điểm trước Atalanta thì khoảng cách sẽ lên tới 12 điểm. Trong khi giải đấu còn 12 vòng, nếu điều đó xảy ra, cơ hội giành Scudetto của Nerazzurri là rất lớn. Phía đối diện, Inter Milan đang có vị trí thứ 5 và chỉ kém 2 điểm so với nhóm được dự cúp C một mùa tới. Đội khách cũng có 8 trận bất bại liên tiếp tại Serie A với 6 trong số đó là những chiến thắng. Atalanta đang cực kỳ hưng phấn. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-3/4, Inter đương nhiên được đánh giá rất cao ở trận đấu này. Mức chấp 3/4 cũng là mức cao nhất từng được ghi nhận ở cặp đấu này. Inter thắng kèo châu Á 6/10 trận vừa qua khi gặp Atalanta, bất chấp việc đội khách luôn là đội chơi rất đáng gờm những mùa giải gần đây. Chọn Inter Milan. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 2-1/2, Inter là đội bóng có hàng công chất lượng nhất Serie A mùa này với 63 bàn sau 25 trận, tức là trung bình tới 2,5 bàn trên trận. Khả năng tưng bừng bàn thắng ở trận này cũng cao, như 3/4 trận đối đầu vừa qua giữa họ và Atalanta. Chọn tài,